Có muốn không? Ừ. Thì ra thứ em muốn là cái này. Chúc ngủ ngon. À, cô Nhã Đan, cô dậy rồi hả? Đây là đâu? Quần áo của tôi. Dạ, làm thay đó. Đêm qua ông chủ đưa cô đến đây. Mà cô có muốn dùng đồ ăn sáng ở trong phòng luôn không? Thôi không cần đâu. Ừ, vậy cô cần gì cô gọi em nha. Ừ. Dạ, em tên là Lan. Ừ. Em xin phép. Anh Bách, đây là đâu? Biệt thự của tôi. Tôi thấy nơi này yên tĩnh, không khí thì trong lành, sẽ phù hợp hơn cho cô trước áp lực công việc trong thời gian sắp tới, và cũng thích hợp cho Gia Bảo nữa. Anh chuyển đi ngay trong đêm. Ừ. Có cần gấp như vậy không? Chỉ cần tốt cho cô và Gia Bảo là được. Nếu cô không thích ở đây, chúng ta có thể dời đến căn biệt thự nào cô cảm thấy thoải mái nhất là được. À, tôi không cần đâu. Tôi ở đây được rồi. Anh Bách. Ừ? Tay của anh bị làm sao vậy? Cô nói xem.
Là tôi cắn anh. Cô có thể cắn một cái nữa để so sánh. Tôi không cần. Mà thật ra thì tôi cũng không nhớ tại sao tôi lại cắn anh nữa. Cô ngồi gục ở trong nhà vệ sinh. Tôi vào thấy vậy nên đưa cô về. Nhưng mà cô nhất quyết không chịu. Xong rồi cô cắn tôi. Anh vào nhà vệ sinh nữ để kiếm tôi. Xin lỗi anh. Chắc là không có chuyện gì nữa đâu hả? Hết rồi. Nhưng mà sao cô lại uống sai như vậy? Tôi sợ là mình bị mất vai rồi. Tại sao? Nhà đầu tư không muốn tôi đóng. Mà anh cũng không hiểu được đâu. Tôi chỉ là dây thứ. Nhưng tôi đã đặt rất nhiều hy vọng vào nó. Cô đừng buồn. Cô đã làm rất tốt rồi. Tôi không sao. Bất quá thì làm lại từ đầu là được mà. Tại sao công ty Ever rút Nhã Đan về, không cho tham gia khúc đoàn trường nữa? Anh Vương, chuyện này em cũng khó xử lắm. Nhưng mà ba em đã quyết định rút lại vai của chị Nhã Đan. Cái gì? Là ý của ông Đinh Tuấn à? Ừ. Nhưng mà vì lý do gì, chúng ta đã tốn rất nhiều thời gian để cast vai diễn này. Gần tới ngày bấm máy rồi mà cứ thay đổi diễn viên. Ông Tuấn chỉ nói Đan không đủ sức đảm nhiệm vai Thiên Dân. Anh Vương à, tôi biết là anh rất muốn đưa Nhã Đan vào vai này. Nhưng đây là ý của nhà đầu tư, chúng ta phải chấp nhận thôi. Vô đi. Chị tìm tôi có việc gì? Chúng tôi đã có quyết định chính thức. Cô không còn đảm nhận vai Thiên Vân nữa. Em cũng rất buồn khi mà chị Đan không tham gia được phim này. Công ty Ever sẽ tìm thêm các option khác cho anh. Anh Vương à, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Thôi được rồi, cứ làm theo quyết định của nhà đầu tư đi. Nếu như không có việc gì thì tôi xin chị phép. Chị Đan. Dù gì chị cũng là diễn viên của công ty Ever. Tôi không muốn chị bị thiệt thòi. Tôi đã cố tìm cho chị một vai diễn mới trong phim này đó. Chị Trang, chị trao đổi với chị Đan
về vai diễn mới nha. Ừ. Vai diễn của cô tôi đã tô đậm rồi đó. Tới 8 phân đoạn lận đó. Có thoại nữa. Cố gắng nha.